Ok, hôm nay tôi xin gửi mọi người một tựa game indie ngắn, nó tên là Wally. Giới thiệu sơ về game này nhé. Tôi sẽ vào vai một anh chàng thám tử điều tra tung tích và tiêu diệt một nhân vật tên là Wally theo yêu cầu của khách hàng để đổi lấy một bí mật mà tôi luôn khao khát. Đầu game bạn sẽ tìm thấy một thằng khách hàng và nó yêu cầu bạn tìm một nhân vật tên là Wally cho nó. Nói chuyện xong thì nó đưa tôi đến một khu vực có rất nhiều người ở đó. Tôi nhanh chóng tìm ra nhân vật mà nó yêu cầu với điểm nhận dạng là hình xăm trái tim trên trán. Sau khi hoàn thành công việc đầu tiên thì khách hàng yêu cầu tôi tìm người tiếp theo chỉ gọi vỏn vẹn là C, nghĩa là cô ấy. Đặc biệt, ở lần này chúng ta sẽ không dùng tay không mà là dùng một món đồ chơi mà hắn đưa, đó là khẩu súng trường. Tử thằng đó đi, thằng khốn đó đi. Giờ là bắn người luôn rồi. Tôi sẽ chúc anh may mắn. Ok. Giờ cả súng giờ là tìm được là bắn luôn mọi người ơi. Bản đồ tiếp theo là một khu vực có rất nhiều người, số lượng có thể gấp đôi map trước, và đây là mục tiêu của tôi. Miêu tả nhân dạng của hắn: mắt to, đội nón trắng màu đỏ, cười rất tươi. Nghe thì có vẻ dễ dàng nhưng mà chả hiểu sao trong map này có bốn thằng y chang nhau và trùng dạng của bức ảnh, nghĩa là bọn này không phải là mục tiêu của tôi cần tìm. Sau một hồi lây hoay và ghi chuột tào lao, chả hiểu sao tôi lại kích chuột đúng vào mục tiêu cần tìm. Đúng là hay không bằng hên. Khách hàng của tôi không hài lòng lắm vì Wally vẫn còn sống vì một lý do nào đó. Hắn bảo cứ tiếp tục nghe lời hắn thì ta sẽ biết được thông tin mà mình đang tìm kiếm. Vòng chơi tiếp theo với bức hình mới, nhưng nhân vật không khác gì vòng trước, chỉ thêm một vết bớt đỏ ngay mắt trái. Tôi đã tìm thấy một người nhưng không chắc chắn lắm. Và với nội tại của hờn gùa thì một lần nữa may mắn tìm được mục tiêu. Ủa sao tôi bấm được? Tôi bấm đại đâu? Sao tôi bấm đại lại ra rồi? Thiện định quá Thiện ơi, tôi chưa kịp tìm luôn. Anh đã giết hắn ta. Tôi không chắc anh mong đợi điều gì khác từ tôi. Anh không cần lời khuyên từ tôi à? Kể cả anh không muốn nghe tôi nói, anh chỉ đang hành động như thể chuyện này chưa hề xảy ra. Sự thật đang xảy ra trước mặt anh đó, và anh đang giả bộ như anh đang rất bận bịu và cố lơ nó đi. Anh có muốn biết tại sao anh bị kẹt không? Anh bị ám ảnh bởi quá khứ. Bây giờ tôi sẽ đưa cho anh tương lai, và nó chắc chắn sẽ không xảy ra đâu. Tương lai của anh như một câu chuyện cổ tích xa xưa. Cứ làm theo tôi, anh sẽ có thứ mà anh đang cần. Anh sẽ tìm ra hắn, người tên là Wally. Tôi xuất hiện ở một bãi biển và mục tiêu là gã Wally đang sợ hãi. Dù tôi đã cố gắng tìm nhưng vẫn không thể nào lật ra hắn. Và tôi để ý tấm bảng. Rất là kỳ cục. À mẹ. Trời ơi, vụ nít ra mày. Dù anh làm thám tử nhưng anh làm việc quá tệ. Dù anh đang có nhiều thắc mắc nhưng tôi sẽ hỏi anh trước. Nó rất quan trọng với anh. Anh đã sẵn sàng để nghe chưa? Anh có nhận ra là anh đã giết một người tận 3 lần hay không? Wally không phải là con người. Hắn là một thực thể. Chúng tôi là bất tử. Anh thám tử à? Thằng Wally là giống như là nhân bản vô tính đó mọi người. Ôi, giết nó sao? Ui, đừng. Lúc này ta nhận ra một sự thật. Wally là một thực thể bất tử và có nhiều bản sao, và tôi không thể tiêu diệt hắn hoàn toàn. Màn hình bị nhiễu đôi chút và tôi gặp lại người khách hàng. Lúc này hắn đã không còn vẻ ngoài là con người nữa, mà lộ ra những vết đạn mà tôi đã gây ra cho hắn. Sẽ không nói về gì hơn, tôi sẽ nói cho anh biết nhiều hơn một chút. Tôi nghĩ lần này là lần gặp cuối cùng của chúng ta. Mọi thứ xảy ra thì rất là xa vời. Tất cả là lỗi của anh. Mọi thứ đã xảy ra. Tất cả là lỗi của anh. Anh đã đi đến bờ vực thẳm thám tử à? Tôi mong là anh thích cái tôi mong là anh thích cái chuyện này.
Nếu không tốt thì tôi nghĩ là anh nên nhảy nhảy xuống vực á. Ôi ôi. Ok, anh đang bị kẹt khi nó phải nói chuyện. Chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau. Chúng ta nên không bao giờ gặp nhau. Ôi giời ơi, nhìn kinh tởm quá. Đây là tất cả những bản thể của nó. Và sau đó tôi tìm thấy vô vàn bản thể của Wally. Và tôi tìm thấy một cái túi. Ôi cái vậy. Tìm cái túi đây. Bitcoin trong 8 giây, quá đỉnh. Sau đó một tiếng nổ vang lên, trò chơi kết thúc và một cú lót tích đã xảy ra. Theo những gì trong cutscene cuối trò chơi thì câu chuyện xảy ra như sau. Wally là kẻ đã sát hại vợ con của nhân vật chính 3 năm về trước và hắn đã bị sự trừng phạt của pháp luật và đang ở trong tù đến tận bây giờ. Nhưng nỗi ám ảnh về sự kiện đau thương ấy đã làm cho nhân vật chính mất đi sự tỉnh táo. Anh điên cuồng tìm ra kẻ sát nhân Wally với các bức hình chụp mà anh đang có. Chớ chiều, hắn đã nằm trong song sắt rồi còn đâu. Thế nên anh nhân vật chính đã tưởng tượng câu chuyện về một thực thể có thể biến hình thành nhiều hình dạng khác nhau mang tên Wally để nhằm che mắt bản thân khỏi tội lỗi mù quáng. Tội lỗi mà tôi đang nhắc đến đây chính là sự trả thù của anh ấy với tất cả những người có khuôn mặt, ngoại hình, vóc dáng giống kẻ thủ ác năm xưa. Like và bình luận nếu mọi người thích video này. Đây là tựa game Wally và tôi là Phép. Hẹn gặp mọi người ở những video sau nhé.